rồi, thì đã đến giờ countdown mọi người. Rốt cuộc ngày hôm nay ba mẹ mình cũng tới rồi. Thì ba mẹ mình vào khoảng chừng 6:40 đúng không? Hay 6:30? 6:43 rồi đó. 6:43 sẽ đáp. Bây giờ hiện tại là bây giờ 6:20 rồi. Mình đang trên đường ra sân bay. Nhà mình gần sân bay khoảng chừng tầm 14 phút thôi. Cho nên mình muốn ra sớm hơn xíu, tại vì nôn nóng quá, ngồi nhà cũng cũng nôn thôi, ra ngoài ngồi cho nó đỡ. Thì bây giờ mình dắt mọi người ra sân bay đón chờ gia đình một vẫn chưa được tự đầy đủ, vẫn còn thiếu anh chị của mình, nhưng mà đây cũng là cũng gọi chung là một nửa gia đình của mình tới. Yeah, với cục vàng bé bự của mình nữa. Mọi người đã biết bé nhỏ, cậu bé nhỏ, cậu quay mặt bé nhỏ, các bạn bé nhỏ. Trời đất ơi, tự nhiên sợ Halloween. Anh sợ Halloween á. Ờ, Halloween đi xin kẹo mà sợ gì? Xin kẹo thì sợ gì? Sợ họ quá. Tại ở ngoài kia người ta dựng á, cái con mama cái canh bự bự á. Mama hãy. Ờ thôi không có sợ rồi, con coi đi, đi đón chè ché. Sao cười với chè ché là sao? Ờ đón chè ché nha, chút ra hung chè ché nha. Hung chè ché. Rồi. Đó là cục vàng nhỏ, bây giờ mình sẽ đi cúng cục vàng lớn. Cục vàng nhỏ chắc mọi người thấy quen mặt trên YouTube rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người cục vàng nhỏ. Ê, cục vàng lớn chứ. Đi thôi mọi người. Hôm nay trời nắng đẹp, hồi sáng sớm thì gió, hôm nay trời nắng đẹp quá. Chắc con mình tới trên mùa xuân, nó đem mùa xuân tới. Ok, lát hồi ra sân bay quay tiếp nha mọi người. Mọi người lát hồi gặp con gái của mình nè. Ok, let's go. Tại mình đang ở sân bay mọi người. Đi giờ mình đi xuống cái cổng C, tại mình mới thấy được thì là oh, ở đây nó xây cái tòa nhà gì đây nè. Là mô hình đó mọi người. Lúc mà mình đi lên bay mình đứng xa xa chụp hình đó. Ồ, cái này là góc kỳ á hả? Ừ, ngay rồi. Dạ. Thì hiện tại là tới sân bay rồi, máy bay ba mẹ mình cũng mới đáp luôn rồi. Thì bây giờ mình đang tới cái chỗ mà để đón. Nôn quá. Hồi hộp quá. Mấy tính là mấy năm rồi, bây giờ mình mới 2 năm mấy rồi không? Lần cuối cùng mình gặp con mình là 18 tháng không? Hả? 18 tháng không? Lần cuối cùng mình gặp Eden. Ừ, tầm mười mấy tháng. Dạ, cỡ tầm mười mấy tháng. Thì to hơn Phụng Đình, nhỏ hơn Phụng Đình bây giờ nhiều. Thì bây giờ để mình đi BCD là số 7, số 10 mấy mày. Hình như ngày xưa mình cùng ba hai chồng là kiếm được chỗ ngồi đối diện cái chỗ mà máy bay, cái chỗ mà hành lý nó ra luôn, quầy số 9. Như vậy là mình không có chạy được, ba má mình không thể nào chạy được. Ra là mình thấy lần đầu tiên. Phát nghị, cầm nghị mấy mày. Cầm nghị sau khi vài năm mới đập lại con gái. Hôm nãy giờ trong bụng nó giống như là sắp đi thi gì á. Giống như mỗi lần sắp đi thi vậy là em hồi hộp á. Hồi hộp nó nôn nao sao. Phụng Đình sắp gặp chè ché rồi. Nêu cầm nghỉ coi, nêu cầm nghỉ coi. Nó hồi ra hung chè ché ha, ôm chè ché nha. Mình thì cũng vậy, mấy bữa nay người nó cứ nôn nao. Mấy bữa trước thì không có ngủ được, cứ nghĩ là mình tại vì mình đi làm mệt, thật ra là đâu có mệt đâu, mình nôn. Nôn được gặp con. Thời gian trôi qua nhanh, đụng một cái mấy năm trời rồi. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Phụng Đình mà ra rồi kìa. Thấy không? Đúng rồi. Y Đình kìa quá kìa. Đến đây đó. Chè ché kìa, chè ché. Lại mà đi con mà. Phụng Đình. Bác khỏe không bác? Sợ ơi, để lưng lấy em đợi xíu. Dạ, chào con trời. Dạ, thôi nhà nó nghỉ à. Bà con nha, có gì là nếu là
Dạ vâng. Ba chú. Lấy cái xe đi. Nhớ ba. Lấy cái xe đi con. Giờ con lấy nha. Khỏe không ạ? Ôi. Đẹp quá ha. Mệt đến già. Qua tới nơi rồi mừng. Vậy vậy nè. Trời ơi hai chị em nhìn giống nhìn nó xem nhau rồi. Trời dễ thương. Ủa chè ché đâu rồi ta? Nãy giờ mà má chưa thấy chè ché. Chè ché đây nè. Má mẹ chưa đi. Trời ơi mà má nhận không ra Eden rồi. Hello đây hello, hello tất cả. Hello. Mày đẩy cái không có đẩy Nói. Giờ mà má đi nắm tay mà má nè. Qua mà kìa. Rồi hai đứa nắm tay nhau nha. Hai đứa nắm tay nhau mà má nắm tay. Nha. Trời ơi lão quá. Eden, Eden. Eden. Eden lạ mà má rồi nè, đâu có nhìn đâu. Dạ có coi chứ mà cũng không. À ok ok, con dắt em. Mình đi du lịch rồi. Giờ đứng đây đi con. Đứng đây Eden, Eden đứng đây. Đứng này. Cởi khẩu trang đi quay hai đứa nè. Vui không? Hai đứa. Cởi khẩu trang nha. Mười mũi đây, không mười mũi đây nó mà nó quay. Ôi ôi. Hello đi Eden. Hello, Eden nói con cặp mười mũi rồi nè. Cái nhà mười mũi nè. Bắt còn nói bắt còn. Nói bắt còn tiếng này con. Bắt còn ơi, mười mũi qua này nè. À nói con qua gặp được mười mũi rồi nè. Hồi nãy bác cô nhắn hỏi con đó, con nói với bác cô đi. Con chào bác cô, con chào và trời ơi. Con nói là mấy đền. À con gặp được 10 mũi rồi. Thôi thôi. Trời ơi. Trời ơi chè ché ở ngoài cái mặt nhỏ xíu vậy. Không theo. Hay rồi. Đúng là tốn thì ngon. Cái mặt á, cái mặt nhỏ mặt cái nhỏ, dạ. Nhỏ con có đem cái nước yến cho bá má ở trong cái ba lô lưng chút uống một cái. Anh Kiền ảnh mới nhắn tin cho con, anh hỏi bá má tới nơi chưa, con nói bị trễ chuyến vậy đó, rồi bởi vậy tới trễ. Cẩn thận Eden, Eden. Eden. Eden, Eden, đừng có dắt em đứng gần quá chỗ người ta lấy đồ con. Ha. Con dắt em ở ngoài này thôi con. Con dắt em qua mà đi Eden, Eden. Eden, Eden. Ừ, của người ta nha. Anh ở nhà có rồi con. Ở nhà có rồi. Cảm ơn nha. Chiếc đèn đó. Con nói nó không mua, nó mua. Ờ, thôi đi. Giờ mình xong rồi. Dạ bây giờ mình đi đi. Ê anh tháo nước yến cho má uống liền đi. Rồi sao con hung em sao? Con hung em sao? Mười mũi dễ thương quá. Mười mũi dễ thương. Ý định uống nước không con? Nè, dạ uống cái này đường nè con. Con uống con. Bác không uống yến à? Mà. Con uống nhà nhiều lắm. Thôi được rồi, về uống cho tụi bà uống chút. Má uống đi má. Nãy đi định nhà nó có phụ nó có ăn bỏ rồi nó uống rồi. Cái này bỏ vô đây luôn đi. Con của má mày yêu quá. Mười mũi cục cưng mà yêu quá trời, mười mũi cười nè. Nè mà bà nội của hai đứa nhỏ nè, bà nội của Song Đình nè. Nó bơ phờ quá rồi. Dạ, yeah. Tại đi quá dài luôn. Nói dài mà không ngủ được. Mới mệt. Không ngủ được mới mệt mà. Hôm qua bắt đầu ngủ, muốn ngủ mà Eden lại ngủ. Ồ nó đạp. Ủa, nó được ngồi một ghế riêng mà đúng không? Ghế riêng mà nó ngủ nó bè đất mà. Nó bè là nó đạp mà nó ngủ ở nhà nó quen rồi. Dạ. Rồi phải kê chân kê tay mò nói giật mình dậy mà đưa tay đi cho mố. Trời ơi, trên máy bay còn mớ hơn đó. Mố, hỏi mố. Chào cô, hỏi mố. Đó, nói hay lắm. Hỏi mố. Nhưng mà tối hồi á, chút xíu ngủ mà con mố chút xíu thôi. Nắng quá à. Tối nay ngủ, má ráng ngủ bù lại tối nay.
Eden ơi, tới nhà nè, đi ra coi nhà mình nha. Nha. Con vui không? Con gái có vui không? Mama bước xuống. Từ từ, thôi. Thôi. Kìa đỡ mama, Eden. Đó. Rồi. Rồi vô đi, phụ Đình dắt vô đi. Em dắt má vô nhà. Không phải thúi đâu, cái mùi sơn đó con. Qua mấy ở qua anh đi. Rồi đó con vô đi. Con vô đi có xe đó. Đó con muốn leo lên xe không? Cái gì ở trong đó vậy? Trời ơi, trong nhà. Là gia đình đây, nhà họ Mã đầy đủ rồi. LT Family. Mã Family. Mã Family. LT là đủ thành viên nha mọi người. Rồi, nắm tay nha, nắm tay em đi từ từ. Rồi, đẩy chè ché hả? Tuột. Y Đình vui không? Y Đình vui không? Mùi mũi dạy con. Đúng rồi. Cảm ơn mùi mũi nha. Mùi mũi cho chị ché chơi đó. Cẩn thận đi Đình, Phụng Đình. Đó. Hai chị em chơi nhau không ghét không? Chào bác Cường nha. Bác Cường ơi, bác Cường, con đang chơi với mùi mũi. Con vừa chơi nhà. Mùi á à. Nói với bác cô nè. Chơi với mùi mùi ở đây nè. Mùi ăn cái. Ăn cái bay. Xuất sắc cùng. Xuất sắc luôn. Nè, nói chuyện bác hồ nè. Thiếu cái gì? Bác ơi. Dạ. Chơi với mùi mùi ha. Chơi vô nè. Lên coi phòng của con trời đi. Má mì làm phòng con đẹp lắm á. Đi đi. Phòng ngủ á. Phòng của con á. Suy nghĩ. Nói nãy nói mà đợi chút đi con chơi một chút. Rồi. Ủa đi. Ủa đi. Từ từ thôi Rình, con biết ở đâu không mà con chạy dữ vậy. Rồi từ. Đẹp không? Đẹp không? Giờ mới mà. Giờ mới mà. Nè. Đó. Đẹp quá. Wow, sao ba? Thế rồi đó. Thích rồi đúng không? Yeah. Nè con ngựa nè. Vậy là con ở đây nha. Biết không? Con ở đây đi học. Miệng nhỏ xíu rồi, nó có vô vừa đâu. Một miệng Phụng Đình một phát, một là hết cái muỗng luôn. Trời ơi, dán tùm lum hết vậy hả? Kìa bà bá cũng bị dán luôn à. Phụng Đình ăn luôn á hả? Phụng Đình ăn luôn chứ, giỡn quá. Con ngửa nè. Dạ đúng rồi. Trời ơi, chị ché gắn tùm lum nè. Rồi chị ché vừa chơi vừa phải vừa nhai nha con. Mùi muỗng nó ăn lẹ lắm á. Con ngửa nè. Con nữa nè. Rồi con gắn lên ha, mà nó quay con ha. Ăn không mà ăn người ta dán bà báo rồi con. Nha. Mày đố mời chưa? Mình chưa có uống, mà mình đã uống. Nó còn nhỏ mà mặt nó sắc nét quá ha. Y Đình mặt nó sắc nét ha. Đi đâu ai cũng theo. Còn cái này mà là full bà này thì dễ thương. Full bánh ú luôn. Rồi đúng cái cười à. Ai cũng nói Y Đình là hả, con mặn quá hả. Sao cháy gì vậy? Ở kia mua đó, đi ông gần nhà anh đấy. Hai đứa hai ly, giỏi quá. Hôm nay một ngày thêm một ngày trôi qua nữa mọi người, chứ phải lại qua một ngày nữa rồi. Bây giờ hiện tại là 4:30, mình vừa mới tan ca công ty của mình xong. Thì giờ trên đường về. Thì mấy bữa nay mình cứ chằn chọc ngủ không được, 2-3 hôm nay rồi, không có đêm nào là ngủ được ngon hết trơn á. Tại vì khúc đầu mình nghĩ là ôi chắc mình làm nhiều quá mình mệt. Nhưng thực tế là mình nôn.
thì cũng muốn chia sẻ với mọi người là một tin rất là vui nè. Thì sắp ba mẹ mình với lại con gái mình, con gái lớn của mình á, đang trên đường qua đây. Chuẩn bị sau vài năm xa cách thì cuối cùng cũng gặp được con gái của mình với ba mẹ của mình rồi. Mấy năm nay nhớ thương rồi các kiểu luôn. Đó là cũng là một trong những lý do là mình làm 13-14 tiếng một ngày là vậy. Tại vì nói chung cũng khá là nhiều suy nghĩ khi mà mình gửi con về Việt Nam. Cho nên mình muốn bản thân mình tốt hơn, chuẩn bị nhiều hơn. Và nói chung là không để xảy ra tình huống gì để mà phải gửi con gái về nữa. Cho nên không biết nói sao nữa. Dạo này người ta hay gọi là hay có cảm xúc lắm. Tại vì sắp được gặp con gái, sắp được gặp ba mẹ của mình rồi. Mấy năm nay người ta nói tuổi thơ của con nít nó mau lắm. Nếu mình không có dành thời gian cho nó, tới lúc mà mình nhìn lại là nó cho qua đi rồi. Thì trong vòng 3 năm mình không có gặp được con mình, thì bây giờ cứ mỗi lần mà cứ ba cái sinh nhật mình đều không có mặt ở đó, cứ mọi thứ nó cứ trôi qua như vậy á. Cứ đến sinh nhật con gái của mình thì mình cũng không có làm được cái gì cả hết trơn á. Quà cáp thì cũng không gửi về, ba mẹ mình cũng không có cho mình gửi về đâu. Thì còn anh chị của mình á thì lo cho nó đầy đủ từ A tới Z luôn. Anh chị của mình rất là chăm chút cho con gái của mình, cho nên mình cảm thấy là ồ, cái bổn phận làm cha mẹ mình chưa được tròn. Mình đã gửi con cái về mà cái gì cũng anh chị ba mẹ làm hết trơn cho nó, nhưng mà cảm thấy là trong thời gian đó nó khá là hạnh phúc, nó rất là thích Việt Nam. Đến nỗi mà bây giờ kêu nó qua bên Canada mình cũng phải nói dối với nó là nó qua đây nó đi du lịch chứ không nói nó ở. Nếu mà nó ở nó sẽ khóc lóc thì nó sẽ không chịu qua đâu. Nó du lịch cho nên khi mà nó đi ra nó gặp bạn gặp bè hay là gặp các cô người, những người quen của ba má mình, nó cũng chia tay mọi người, nó máy bay, bye bye mọi người, nó định đi Canada du lịch rồi định về rồi cũng nói nó qua chơi với em, nó cũng nói với mọi người luôn nó qua chơi với em nó xíu rồi nó về, nó làm như nó đi chợ vậy. Nó bye bye 20 mấy tiếng để qua đây mà nó làm như vậy. Thì hôm nay mình khá là nôn, giống như mấy bữa nay mình cứ đếm ngược từng ngày để trông ngóng cái ngày đó đến. Thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai nữa, tính là bây giờ là tối, bây giờ là chiều rồi, còn một ngày nữa là chiều mai, bây giờ đúng không, bây giờ gần tối rồi, giờ 4:30 rồi, thì chiều mai là con gái mình sẽ gần từng 3-4 giờ cũng sẽ đến đây, là tròn cũng tăng gần 24 tiếng nữa. Giờ mình khá là nôn, mình mong được gặp con của mình quá, kiểu như mình không có lâu quá rồi đó. Quá lâu để gặp con, chờ đợi cái ngày này quá lâu rồi. Nên rất là nôn. Mấy bữa nay làm công việc nói chung là mọi thứ đều đang phát triển rất là tốt. Cho nên mình cũng cảm thấy là bây giờ mình có thể mà đủ sức, chứ mình có đủ khả năng để mình cố gắng mình làm thêm nữa, nhiều việc hơn nữa. Năm 2018 mình về thực chất là mình không có thể nào trụ nổi ở cái Canada này nữa. Mình mới về nhờ sự giúp đỡ của gia đình trong con cho mình. Thì lúc đó mình có bé thứ hai nữa, cho nên mình không có khả năng để trông cho đứa lớn được đàng hoàng. Cái điều kiện thứ hai nữa, kinh tế lúc đó là rất là hạn hẹp. Mình đi làm, chỉ nói chung là làm công nhân vậy đó, mà tiền bạc công nhân mọi người nó rất là thấp, làm không biết mặt trời đó chứ, mà cũng không có đủ để xây sở lúc ở Toronto. Bây giờ thì là cuộc sống nó khá hơn rất là nhiều những cái năm trước rồi. Cho nên bây giờ mình phải, con đường mình cũng đang phát triển, mọi thứ trong việc kinh doanh, trong những cái công việc của mình, bất cứ thứ gì nó cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. Cho nên mình muốn con cái của mình bây giờ phải ở bên mình, không mình không có muốn xa lìa con cái của mình thêm một lần nào nữa cơ. Nên đó là lý do mà mình làm việc khá là cực lực dạo gần năm giờ đây. Từ khi bước qua Calgary tới bây giờ là mình làm việc khá là cực lực. Hồi xưa cũng làm nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là làm công nhân mà mọi người bao nhiêu thì nó cái tiền, nó cái basic nó trả mình chỉ minimum thôi, cho dù làm có nhiều giờ chăng nữa thì cũng chả có là bao. Còn bây giờ mình vừa làm sơn công ty, mình vừa nhận sơn ở ngoài, giờ mình còn làm xăm nữa, rất là nhiều đầu vô. Cho nên mình cảm thấy là bây giờ là thời của mình, cho nên mình phải gắng phấn đấu để cố gắng để giữ cho mỗi gia đình của mình không bao giờ bị chia cắt nữa. Đó,
đó là tâm sự của mình. Không biết sao mà mình lại muốn nói cái điều này, đáng lẽ thì không nên nói, có thể là không biết nữa, mình không biết, tại vì mình muốn chia sẻ một cái gì đó lâu lắm rồi mình mới có cảm giác bồi hồi đến vậy. Mình hồi hộp kinh khủng luôn, mình không biết con gái mình nó còn nhận ra mình hay không. Tuy rằng mình nói chuyện điện thoại rất là nhiều, nhưng mà tại vì nó xa cách mình quá lâu rồi, mình tới còn nhỏ xíu nữa chứ. Lúc mà mình lần cuối cùng mình gặp nó là lúc đó nó 18 tháng. Bây giờ nó gần 3 tuổi rưỡi, nó hơn 3 tuổi rưỡi luôn rồi. Thì tất nhiên là giờ nó coi anh chị mình như ba mẹ của nó coi ba mẹ mình, nó ở với ông nội bà nội là quá lâu rồi. Nó coi anh chị của mình như là ba mẹ nó, anh chị mình chăm sóc nó rất là tốt. Đó lý do tại sao nó không muốn rời Việt Nam. Giờ thì mình lại hồi hộp mấy bữa nay, cũng như người ta vợ mình bà Đào rồi bên xứ này người ta bảo bên đây đâu có Tết đâu, chừng nào mà đông đủ được mọi người đó là Tết. Thì mấy bữa nay gia đình mình chuẩn bị nhà cửa, quét dọn, đi chợ sắm đồ, sắm nước ngọt, sắm bia, làm đồ ăn, để đông đá để sẵn, nói chung là bơ la bơ lô nhiều lắm. Rồi có công việc của mình nữa, mùa hè mà mọi người, ở đây nó khá là nhiều Việt Nam. Mùa hè là cái mùa bận rộn nhất, là mình phải tập trung mình kiếm tiền nữa. Nhưng mà bây giờ đây nôn nóng con gái qua nữa, cho nên mình mỗi lần về nhà là mình có việc. Hai hôm nay là mỗi lần mình kết thúc việc nhà, mình về tới nhà khoảng chừng 5 giờ là bắt đầu hai chồng đi tới tối không à, 7-8 giờ mới về. Đi chợ mua này mua kia, nấu nướng này nọ, xong tới tối cũng dọn dẹp này nọ. Rất là nôn được gặp gia đình. Cái cảm giác mà ngày xưa lúc mà mọi người mà nói mấy Việt Kiều về quê ăn Tết á, thì mình giống như bây giờ, cảm giác bây giờ mình không được có về Việt Nam, mình đơn giản không được gặp bạn bè anh em là nhậu nhạc chơi bời này nọ thôi. Nhưng mà cái cảm giác mà nôn gia đình á, cái thật sự đúng là cảm giác Tết luôn á. Mình nôn ba mẹ mình qua, mà mình mấy bữa nay mình làm cũng nhiều, mấy bữa nay tại vì ngày nào mình cũng làm khá là nhiều và bận rộn, với lại có vài cái hợp đồng cũng như đang chạy liên tục song song với nhau, cho nên mình cứ rất là nhiều thứ trong cái đầu mình trong một thời gian. Ngày xưa tới giờ mình là cái tánh của mình không thể nào mà làm nhiều việc cùng một lúc được, lúc nào cũng là xong cái này cái kia. Nhưng là bây giờ mình đang, bây giờ mình nhờ có vợ mình, một cái người khá đầu óc cũng như tỉ mỉ, cũng như là sắp xếp những kế hoạch khá hợp lý, cùng giờ giấc này nọ, cho nên mình đi về mà mình tiến hành nó cũng đỡ. Giống như mấy giờ là đi chợ, mấy giờ là làm cái việc đó, mấy giờ làm việc đó, giờ hôm nay làm cái gì. Nhiều tình huống xảy ra giống như đùng cái không đi được việc đó là chuyện qua cái kế hoạch thứ hai. Vợ mình khá nhanh nhẹn về cái diện sắp xếp đó, cho nên mình rất là khỏe. Sao mình lại nói năng mang nữa mà mình nói không biết sao nữa, mình bữa bồi hồi mấy bữa nay. Thì mấy hôm trước là mình đã mất ngủ rồi, nhưng mà mình cảm thấy là không biết sao, chắc là mình lo tính toán đầu óc nhiều quá, sổ sách này nọ, giờ công việc nhiều quá. Nhưng mà thực tế là mình đang nôn con mình, với lại công việc nó chỉ là một bộ phận thôi. Tại vì càng bận mình càng vui mà, có việc làm là mình vui rồi. Nhưng mà mình còn nôn con gái mình không có tưởng tượng được là mình nó sẽ nhìn mình như thế nào, là mình sẽ nó có lạ với mình hay không. Mình nhìn trên điện thoại nói chuyện FaceTime thì mình thấy nó cũng lớn đó, nó cũng 3 tuổi rưỡi rồi, cũng rất là lanh lẹ, ai cũng nói nó rất là lanh. Nhưng mà mình không biết gặp ngoài đời như thế nào. Giống như ngày xưa mà vợ mình đi mới có 5 rưỡi về đám cưới với mình, vợ mình gặp mình, vợ cứ nhìn. Bà nói lạ quá, nhìn anh lạ quá. Còn mình bây giờ đã 3 năm mà mình không gặp được con của mình rồi, giờ thì mình không biết như thế nào nữa. Thôi thì vậy thôi, mình ngày mai mình sẽ tiếp tục gửi phóng sự cho mọi người, nhật ký đợi chờ của mình. Dạ, cái này đúng là nhật ký để chờ hồi hộp mọi người. Cái này đoàn viên của gia đình mình. Để mong ngày mai có gì mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Mình ra sân bay và mình đón ba mẹ của mình, như con gái cưng của mình nữa. Hẹn gặp mọi người ngày mai nha.